Thưa quý vị, tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 2, virus corona mới đã khiến cho hơn 31.000 người nhiễm bệnh và đã gây ra hơn 640 ca tử vong. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là trong hầu hết các ca dương tính lại có rất ít trường hợp là trẻ em. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân nhiễm virus nCoV là từ 49 đến 56. Và trên thực tế, hiện tượng trẻ em ít bị tác động trước dịch bệnh do virus cũng đã được ghi nhận ở dịch SARS và MERS, vốn đều có tác nhân gây bệnh là các virus thuộc chủng corona như dịch viêm phổi lạ bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, điều này có thể liên quan đến hai yếu tố, đó là hệ miễn dịch và sự chăm sóc của người lớn với trẻ em. Mời quý vị cùng chuyên mục Cà phê Không Đường hôm nay tìm hiểu về vấn đề này. Theo thống kê, tại Trung Quốc, từ thời điểm lúc dịch viêm phổi lạ lần đầu tiên được xác nhận chính thức vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho đến ngày 22 tháng 1 năm 2020, trong số các bệnh nhân không hề có bất cứ trường hợp nào dưới 15 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ đã ghi nhận một số trường hợp trẻ em nhiễm virus corona, bao gồm một bé gái 9 tháng tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc, một em bé ở Đức có bố được xác nhận mắc bệnh phổi lạ trước đó, một em bé ở Thâm Quyến, Trung Quốc bị nhiễm virus corona nhưng không biểu hiện triệu chứng nào, một em bé sơ sinh được xác nhận dương tính với virus corona mới, có mẹ là bệnh nhân của dịch phổi lạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, có một sự khác biệt nào đó trong cách hệ miễn dịch đáp ứng với virus corona giữa cơ thể trẻ em và người lớn. Hiện tượng trẻ em là đối tượng ít bị tác động bởi dịch bệnh cũng được ghi nhận ở hai đại dịch toàn cầu do virus chủng corona khác là SARS, còn gọi là hội chứng hô hấp cấp tính nặng, và hội chứng hô hấp trung đông. Bên cạnh đó, trẻ em vốn được bao bọc kỹ, chăm sóc tốt và ít tiếp xúc với nguồn lây nhiễm virus corona. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, người dân không được chủ quan với dịch bệnh, đặc biệt là với nCoV, do đây là chủng virus mới, chưa có nghiên cứu đầy đủ. Cũng có thể là liên quan đến một cái hệ miễn dịch của trẻ con với cái con virus này, cũng giống như là cái SARS 2019 thì cái quần thể trẻ con thì quần thể trẻ em thì rất là ít mắc cái tình trạng bệnh đấy, cũng như là cúm có mắc thì các cháu thì cũng vượt qua được rất là nhanh hơn so với cái người lớn tuổi và người già. Thế thì cũng có thể là một cái điều liên quan đến cái hệ thống miễn dịch của trẻ. Nhưng một phần khác nữa thì trẻ em thì bao giờ chúng ta cũng nâng niu và chúng ta cũng gìn giữ các cháu. Đấy, và các cháu thì thường xuyên được sinh sống và sinh hoạt được chúng ta chở che, do vậy là thường xuyên được cái tình trạng mà ấm áp ở trong nhà của mình hoặc là ra ngoài thì không bị lạnh. Đấy, thì đấy cũng là cái cũng có thể là giúp cho các cháu chống đỡ được tốt nhất. Thế do vậy với cái tình hình hiện nay thì mặc dù là không mô tả nhiều về quần thể nhi khoa nhưng mà chúng ta cũng không được chủ quan. Đấy, phải giữ gìn các cháu luôn luôn ở trong một cái môi trường ấm áp, sạch sẽ và đặc biệt là vệ sinh cá nhân cho các cháu thật tốt. Liên quan đến vấn đề này, một số chuyên gia y tế còn cho rằng virus corona dễ gây bệnh trên cơ thể người lớn hơn, có thể xuất phát từ việc người lớn là đối tượng thường sẵn có các bệnh mạng tính khác trong cơ thể như tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim mạch. Chính những bệnh này đã làm giảm khả năng phản kháng với virus của cơ thể. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch, nhân tố quan trọng nhất trong việc chống lại virus, cũng thường bị giảm khi con người già đi, thường là sau tuổi trung niên. Theo các bác sĩ, khi con người bước sang tuổi 50, sức đề kháng bị sụt giảm một cách nhanh chóng. Đây là lý do vì sao với hầu hết các dịch bệnh, người già sẽ là đối tượng có nguy cơ mắc phải cao nhất. Tuy nhiên, cũng có không ít loại dịch bệnh diễn biến trái ngược quy luật trên, lấy điển hình như virus cúm mùa, thường diễn biến nghiêm trọng hơn ở trẻ em so với người lớn.